Nạp Nubi, chớp thẻ khôi hòa đỉnh. Nhanh nạp Nubi, đinh ngay hòa đỉnh. Bạn nhớ uống sữa Nubi mỗi ngày để cao lớn thật ngầu, thông minh cực đỉnh nha. Cơ hội 102 kìa, tranh thủ trả thù tụi nó đi. Đánh nó ngay kẹo lỡ. Con nít mà bà đã tạp anh hùng mẹ đã mỏi nó thể hiện nó mỏi. Mấy lần làm hỏng tóc của ta hả? Ừ nè. Tránh xa cậu ấy ra. Các cậu ráng xíu nha, vi hạ tụi nó nhanh thôi. Bi ơi, em ổn chứ? Em không sao, anh Nu che đòn cho em hết còn gì. Còn mấy vết thương này á, anh Nu sửa cái bèo là xong ngay thôi. Ở đây không phải thành phố trí tuệ nhân tạo, không có đủ đồ nghề. Anh sợ, anh không thể. Đừng lo anh Nu, chị Vi sẽ giúp mọi người. Chỉ với sợi dây đó sao? Vì sao đánh lại bọn chúng được? Chị Vi mạnh hơn anh nghĩ nhiều. Dám lộng hành trên vùng đất linh thú, ta sẽ cho các người đếm mùi. Cộng dây thun đó mà đòi đánh được ai? Con nhãi chẳng biết lượng sức tí nào hết. Lấy sợi dây đó về tập thể dục cho ốm đi Rambo ơi. Đem lại mặt bột tốt đi. Senua. Rút lui thôi, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Không, mình phải cứu chuột sấm sét nữa. Mà đòi đánh ta. Vi, buông sợi dây ra đi, Nu đỡ Vi. Không, bảo bối của Vi không thể mất được. Chị Vi đừng cố sức quá, chỉ có chuyện gì bò bò sao sống nổi. Không có vũ khí công nghệ, còn lâu cậu mới đánh bại được trùm bóp. Cậu có chuyện gì á, ai lao cho Bi bóng bẫy đây? Lúc cậu gặp nạn Vi giúp đỡ, bây giờ Vi bị tấn công, cậu bỏ đi sao đáng mặt anh hùng. Nu, hít thở, hãy bình tĩnh lại nào. Nếu không giúp cậu ấy, mình sẽ hối hận cả đời. Trùm bóp, dừng lại ngay. Dừng thì dừng. Chị Vi ơi, bọn ác độc. Đáng đời là mất thời gian của bọn ta hả? Em hát bài gọi con chuột dậy nha sếp. Cắm mồm. Vi ơi, cố lên. Tất cả là lỗi của mình. Những người ở bên cạnh bạn lúc khó khăn mới là những người bạn thật sự. Liệu nhóm bạn Nu và Vi sẽ chấp nhận thua cuộc hay là chiến đấu đến cùng với Trùm Bót? Hãy đón xem chương 6 nha. Yeah! Nu và Vi chấp nhận thử thách. Săn 40 thẻ đổi quà và một thẻ vàng tối thượng. Đổi một siêu đồng hồ định vị thông minh.
săn 50 thẻ đổi quà và một thẻ vàng tối thượng đổi một ván trượt cân bằng siêu hạng. Còn chờ gì nữa? Mau nạp Nubi chết thẻ, khôi hòa định cùng Nu và Vi nhé.